Muốn còn sinh số ai còn chưa làm mới làm thêm. Thầy đó là bắt đầu cả câu số 7. Câu số 7 thì như tôi mới nói là càng đi sâu là càng hơi hút búa một chút đó, hơi chi tiết một chút. Thì câu số 7 này nó khó đấy. Đúng ra nó cũng không khó gì. Là chúng ta tóm lại những cái câu trước thôi, nó nằm ở trong tất cả những câu trước. Và nó nằm trong cái trình bày cái kinh 66, tức là 36 pháp đó. Thì chúng ta thấy rõ như vậy, nhưng mà phải ngắn gọn và đầy đủ. Chúng ta chỉ gợi ý nhắc lại thôi. Còn cái vấn đề giải thích thì nó lại khác. Nó khó là khó chỗ đó. Thì tôi xin nhắc lại. Câu này không phải nói ngắn gọn là bỏ hết. Nó phải đi từ 15 hạng chúng sanh đấy. Thì tôi đã giảng rồi. Ví dụ như là địa ngục vô gián, tức là sắc sinh hương vị xúc pháp. Hôm trước tôi có giảng rồi. Nó chết cứng chơ liền thì nó thuộc về bất lạc bất khổ thọ rồi, mà nó còn chưa có sự sống nữa, thì cái này là tệ nhất. Địa ngục vô gián tức là liên tục như vậy hoài, cho tới thọ khí âm dương đầy đủ thì mới bắt có sự sống. Thì đó là mắt tai mũi lưỡi thân và ốc. Đây là địa ngục hữu gián, tức là có manh nha tiến hóa đấy. Rồi cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, diệt thức và thân thức. Thì đây là ngạ quỷ. Bắt đầu có cảm thọ, tức là cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, nhưng một cách mơ màng, nghĩa là dồn vô sắc thân hết à. Thì cuộc sống chúng ta biết là ai mà ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền rượu chè, ghiền bất cứ cái gì mà đem lại cái sự chiếm hữu cho sắc thân mình, thì cái này là cũng thuộc vào bất lạc của khổ thọ đấy. Nghĩa là mình không biết gì hết, mà có biết thì cũng không cải sửa được. Chúng ta thấy có nhiều người đó là họ làm ác mà họ không biết, họ thiền mà nói là họ bảo thủ thôi. Còn có người biết là sai, nhưng mà sửa không được. Vì sao? Vì chưa có nghiệp, tức là chưa có ý chí xen vào đó. Thì cái này ta kêu bằng sống bằng bản năng, hay là sống bằng thú tánh. Nhưng mà sống bằng thú tánh thì nặng lắm đó, đó là bốn đường ác đấy. Rồi tới cái ý căn là ý thức. Thành ra nhãn thức, nhĩ tỷ thuộc thân thức, thuộc về ngạ quỷ đấy. Còn cái thân ý thức này đó, nó thuộc về xuất sanh, tức là bắt đầu có sự phân biệt đấy. Mà phân biệt cái gì? Phân biệt một cách lờ mờ về sắc thân, phân biệt một cách thú vật. Chúng ta thấy những là chỉ đem cho sát thân thôi, thì cái này không phải kêu là tưởng quẩn được. Còn nhãn thức, nhĩ thức cũng không kêu là thọ quẩn được, mà nó thuộc về sắc quẩn. Thì cái bất lạc với khổ thọ của bốn đường ác chúng ta phân biệt cho rành. Hai chúng ta phải nhắc lại là cái này là chi tiết á. Nếu mà không hiểu cái này là chúng ta lọt ngũ âm ma, nhận vật làm con, nhận vật làm cha, là nó kẹt cho chúng ta. Còn sáu xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, thì nói thầy cái này nó thuộc về cõi người đó, tức là bắt đầu có sự cải sửa. À, nghĩa là muốn gặp gỡ có ba pháp này, mắt, sắc, trần, nhãn, thức, cho nó gặp gỡ nhau gọi là xúc. Mà muốn gặp gỡ thì phải có tác ý, tức là có ông mặt na xen vào. Mặt na tức là nghiệp, hành quẩn, thì bắt đầu là có sự nhãn xúc. Mà có nhãn xúc thì tất nhiên là có sự suy nghĩ, có sự đắn đo, có sự cải sửa. Thì bắt đầu có linh lý, có linh lý, có bổn phận, có trách nhiệm. Bổn phận làm cha, làm con, làm vợ, làm chồng, bổn phận thầy trò, bè bạn. Mà có bổn phận tức là có nghiệp, mà có nghiệp là có luân hồi. Ở đây là tranh đấu giữa năm tưởng và năm tình, có lúc thắng được, có lúc không thắng được. Thì ở đây cũng có cái bất lạc, có khổ thọ đấy. Mà một trạng thái tôi nói là vĩnh dung, sống mà không có ý thức. Mà khi có ý thức thì cải sửa. Thành ra năm tình là không có ý thức, năm tưởng bắt đầu có ý thức. Nhưng mà cải sửa thường thường là thất bại.
phải 5-7 lượt mới có thể thắng được. Thì cái bất lão bất khổ thọ này mình biết rồi, nó khác với bốn đường ác. Đó là bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ thì có thể địa ngục hữu gián vô gián mình có thể dùng chung được, nhưng nó cũng hơi khác. Còn ngạ quỷ xuất sanh Atula ác đạo thì có thể dùng lại một, nó lại khác với cái địa ngục. Còn tới cái này nó có người đó như trời dục giới thì bất lạc có khổ thọ vượt về trạng thái diễn dung. Diễn dung đây nghĩa là sao? Nghĩa là biết bất lạc bất khổ thọ thì có thể cải sửa được. Còn loài thú là sống về bản năng ngạ quỷ xuất sanh, biết bất lạc không nhận được bất lạc bất khổ thọ, khi nhận được rồi cũng trơ trơ thì không có cải sửa được, có nghiệp đâu mà cải sửa, có ý chí đâu mà cải sửa. Còn có người với trời dục giới cải sửa được, nhưng mà tại có người có khi cải sửa được, có khi thất bại phải 5-7 lần mới được. Còn trời dục giới thì cải sửa được, nó có trời dục giới là không còn vấn đề giao cấu về tình dục nữa, nhưng mà cái tưởng nó 6, cái tình có 4 thôi, thành ra cũng còn là xúc, nghĩa là cười nhau, ôm nhau hôn hoặc là bắt tay thì có thai, thì nó quá là như thế đi. Còn chiếm hữu bên ngoài mà quá cao thượng, nhưng cũng còn chiếm hữu bên ngoài. Đây là hai cái nối tiếp giữa bốn đường ác, địa ngục ngạ quỷ xuất sanh qua cõi trời sắc giới. Thì cái bất lạc với khổ thọ nó khác, nhưng mà người với trời dục giới có dùng chung là một trạng thái diễn dung, khi biết rồi có cải sửa. Nhưng mà có người cải sửa ấu trĩ lắm, thường thất bại, khỏi trời dục giới mới là có thể cải sửa thắng được. Người tới khỏi trời sắc giới, tức là cái dục của sắc, cái kia là cái dục của cõi dục giới, cái này cái dục của sắc giới. Cái này tôi phải tốn mấy chục năm nha, bây giờ tôi mới rành đó, nó rõ ra. Mà nếu không rõ là lọt vô âm mà. Rồi bây giờ sơ thiền là niệm Phật, đến từ 1-10 niệm Phật khỏi đến. Thì cái này phân nửa chiếm hữu bên ngoài, phân nửa chiếm hữu bên trong, chưa hẳn là bên trong. Đây là vấn đề chuyển tiếp. Chuyển tiếp. Rồi tới nhị thiền và tam thiền, đây mới thật sự là hoàn toàn chiếm hữu bên trong, bên ngoài giúp. Thành ra đây mới kêu là định sanh hỷ lạc, thân an mà tâm hỷ. Tới tam thiền là cao nhiều rượu giỏi. Thành ra chúng ta thấy để ý nhị thiền đó ha, là diệt tầm và tứ, chính là chú thiền thứ nhì, một trạng thái hữu lạc do định sanh. Không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Chỉ nội tỉnh nhất tâm là cái hay đó. Nếu mà mình không hành thiền, không đi vào đó, không để ý, nội tỉnh nhất tâm là gì? Là tỉnh táo bên trong, hướng về bên trong, được nhất tâm, không còn chiếm hữu bên ngoài nữa. Khi mà hạ thủ mình mới thấy là cái định này đó là cái định thật sự. Không có định Phật đến từ đột của người, không có niệm Phật khỏi đến, mà là khỏi niệm Phật luôn. Cái này là ban hộ niệm, không ban hộ niệm cũng vẫn vẫn sanh thôi. Thì đây là nội tỉnh nhất tâm, nghĩa là hướng về bên trong, không bị bên ngoài chi phối nữa, hoàn toàn chiếm hữu bên trong. Nhưng mà hết cái phước báo cũng hoài thôi, hay là ngàn chán trở ra cũng hoài thôi. Rồi tới cái tam thiền còn mạnh hơn nữa, ni hỷ trú xả, bỏ cái hỷ mà an trú ở cái lông cái tâm khởi mở, cái tâm buông bỏ, chánh niệm tỉnh giác. Cái này mới độc đáo hơn cái kia là nội tỉnh nhất tâm, là hướng về bên trong. Còn cái này chánh niệm tỉnh giác là luôn luôn tỉnh giác 24/24. Như vậy cảm thấy tâm thiền có bất lạc, nó khổ thọ hơn. Mình tưởng mình suy nghĩ mình biết, phải tự chủ tôi nói. Tôi nói mình phải ăn nằm với nó, tôi còn phải nghiền ngẫm nó hoài á. Thấy tôi rảnh là tôi nghiền ngẫm bắt từ địa ngục cho tới thi tượng. Mà mấy ông bà làm biến quá à, tôi thấy đây làm biến là có cái giáo pháp rồi mà không chịu. Một ngày đêm mình phải sắp thời gian, mình đổ rảnh ở dưới con tiếng, mình mới nghiền ngẫm từ dưới lên trên. Thì chúng ta mới thấy giai đoạn nào bất lạc bất khổ thọ nó khác nhau.
Nhưng một hữu dáng vô dáng nó khác nhau, sao có thể một một hay không? Còn ngạ quỷ súc sanh nó giống a tu la ác thần, nó giống nhau sao có thể nhập một hay không? Nằm trong cái bản này hết. Sáu căn đó là địa ngục vô gián, còn sáu căn là địa ngục hữu gián, còn ý căn với pháp căn ý thức đây là rồi súc sanh, còn nhãn thức nhĩ thức kỹ thuật thân thức thì đây là ngạ quỷ. Ngạ quỷ và súc sanh này là dồn cho sắc thân của mình, thành ra nó chưa có thọ vững, chưa có tưởng vững, mà chỉ có sắc vững thôi. Thành ra cái định nghĩa của sắc vững đó là có và không. Chúng ta mới hiểu chữ không này là có duyên hợp là có, mà duyên lã là gọi là không. Rồi đó cũng chết cái chữ sắc không này. Chúng ta đã thấy là cái Thủ Lăng Nghiêm mình vũ kinh rất hay, mà phải có duy thức thì mới đi vô đó được, không có mong gì hiểu nó nổi. Rồi tới cái thọ vững là xúc và ly. Mà xúc là gì? Không khéo là chúng ta cũng không hiểu á. Mà mai là trong cái kinh Pali có đề, muốn gặp gỡ có ba pháp này, căn trần và thức gọi là xúc, thì chúng ta mới thấy chữ xúc sáng tỏ. Cho nên chữ xúc mình biết sao? Xúc là tiếp xúc nhau, mà cái gì tiếp xúc mới được? Con mắt, sắc trần và nhãn thức, ba cái này mà khi có cái hành vững vô rồi, làm cho ba cái này đấm nhiễm nhau, đấm nhiễm đó gọi là xúc. Từ đây nó bắt đầu có luân hồi đấy. Còn trạng thái kia là trạng thái của thú vật, chưa có tôi biết. Khi tôi nhìn cái bình bông, cái bình bông nằm ở trên tròn đen thôi, thì cái tròn đen chỉ là in cái dấu bình bông hết. Thì có cái cảm thọ, mà cảm thọ này là cảm thọ thú vật, nó chưa có cái sự phân biệt, nó thuộc về bất lạc bất khổ thọ. Cái cảm thọ này dồn cho cái sắc thân của tôi, khi tôi uống một ly cà phê tôi cảm thấy thích thích. Cà phê nằm trên cái lưỡi tôi thì chưa có cái gì hết. Cái thích thú này là cho sắc thân này. Nếu không ý thức không cải sửa nó thì tôi lọt về loài ngạ quỷ. Thì khi mà tôi cảm giác thích thú rồi, nhưng mà tôi một cách lờ mờ cho sắc thân, tôi không biết, hoặc là biết mà muốn cải sửa cái bút bỏ cà phê bỏ không được, thì đây là sắc sanh. Không có, không có ý chí, chưa có nghiệp. Chúng ta để ý trong cuộc sống mình biết vậy rồi, khi lặng lẽ mình nhìn nó, còn cái diễn biến y như là diễn biến. Niệm thân như thân, niệm cảm thọ như cảm thọ, đây là niệm thân như là thân. Nếu giải thích theo đạo Phật thì chỉ niệm thân như thân là khó à, không phải thân là đi đứng rồi nằm không đâu. Mà trong đó có cảm giác, có tư tưởng cảm giác thuộc về sắc thân. Đừng cải sửa, đừng kháng, đừng nó y như là nó. Mà nó làm sao? Nó tức là con mắt tiếp xúc với sắc trần, cái lưỡi mà tiếp xúc với mùi trần, với cà phê. Thì cái mùi cà phê nằm trên cái gai lưỡi, không có phân biệt, chỉ có cái cảm giác hơi hơi thích thú. Thì đây là loại ngạ quỷ. Mà biết rồi mà cải sửa không được, đây là thuộc ngạ quỷ. Còn có trời thì có người cải sửa được, nhưng có lúc thua, có lúc bỏ cà phê, có lúc trở lại. Chúng ta thấy có người dùng thuốc bỏ rồi sao trở lại, cái trở lại gấp đôi nữa. Đây là có người đấy, có thể bỏ thời gian là trở lại, rồi sao ý chí bỏ nữa, rồi lại trở lại nữa, làm năm bảy lượt mới bỏ hẳn luôn được. Thì mình hãy coi cái mình, rồi coi nhìn người đó, mình biết cái người độ này, cái trình độ này ở vào cõi nào. Thì khi lặng lẽ mình nhìn những cái cải sửa, những cái diễn biến đó mà đừng phê phán, đừng chen vào, thì cái này chấp Phật. Có vậy thôi, có vậy thôi. Mà không biết cái diễn biến đó là chết, cái diễn biến tuy nó là cái bánh vẽ, nhưng mà nó giúp mình thấy cái bánh vẽ y như là bánh vẽ, đừng cải sửa gì hết. Còn mình thấy đường cà phê mình cố gắng mình thắng nó, mà thắng được là cõi người, thua nó là cõi người. Còn thắng một lần dứt hẳn đó là cõi trời dịch giới. Cái này có kinh nghiệm. Rồi tới cõi trời sắc giới thì sơ thiền đó, có lúc thì bỏ hẳn vào bên trong được cái cảm giác. Cõi trời dịch giới chưa có cái cảm giác về bên trong,
tức là chưa có thọ. Sơ thiền phân phân nửa thọ, phân nửa thọ bên ngoài, phân nửa thọ bên trong. Tới nhị thiền hoàn toàn thọ bên trong. Tới tam thiền là chìm đắm ở trong cái thọ, tới mất thân luôn, cảm giác càng cả thân. Chánh niệm tỉnh giác mà, thì cái chánh niệm tỉnh giác này tương đương với bất lai, cái thánh thứ ba đó. Thứ ba cũng chánh niệm tỉnh giác. Còn hữu tỉnh nhất tâm là tương đương với quả thánh thứ nhì và thứ nhất, luôn luôn hướng vào bên trong, nhưng mà chưa có chánh niệm tỉnh giác. Hướng vào bên trong có lúc hướng được, có lúc lại chạy ra. Còn cái này chánh niệm tỉnh giác luôn luôn 24/24. Chúng ta phải nhớ đó, cái tứ thiền lại khác nữa. Tứ thiền là bỏ cảm giác, bỏ sắc thân. Nhưng mà có cảm giác, có sắc thân mà không dính mắc vào nó, thì cái này có định huệ dính liền, chỉ quán dính liền. Luôn luôn thấy cả pháp là duyên khởi duyên hợp nhau một cách lờ mờ, tức là sự vật sắc thân hương vị xuất pháp nó lớp như nào, đất nước lửa gió lớp nhau một cách lờ mờ, chứ nó không phải là cứng ngắc vậy. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh mà nó mờ mờ nó lớp một cách là rất là vi tế. Ở đây nó thì kêu là Đức Phật còn kêu là hiện tại lạc trú. Ở trạng thái này có sát thân mà không dính mắt, có cảm giác mà không dính mắt, vẫn cảm giác, vẫn sát thân mà không dính mắt vào cái đó, thì nó tương đương với bất lai vợ lá. Nhưng mà cái này là do đè nén mà có, còn cái kia người ta hồn nhiên mà có, người ta thấy rõ, người ta chiếu kiến vào cái thọ vĩnh tưởng vĩnh mà người ta có. Chúng ta để ý là cái này cũng thuộc về bất lai, có cố thọ. Rồi tới tứ không thì chúng ta biết rồi, hư không vô biên tức là không gian. Mà cái không gian thì chúng ta thường thường lầm nó là vô lượng vô biên, thật ra nó hữu lượng hữu biên. Không gian này chính là cái ngã, căn bản của ngã chấp. Nó sao động một chút còn rất là vi tế, thành ra trong duy thức với nó trở vô thì nó thành a lại da, mà nó sao động thì nó thành ra mặt na, nó trở vô thì nó thành ra năng lực, mà nó trở ra thì nó thành ra chủng tử. Mà trở vô thành năng lực mà năng lực hơi mờ, chính cái mờ này là cái độc đáo, thành ra a lại da thức là rực rỡ, nguyên nguyên rực rỡ sáng soi nhưng hơi mờ. Cái chỗ mờ này chính là mặt na đấy, chính là chủng tử đấy. Chúng ta đủ ý trong như thức là độc đạo, thành ra không thể kêu nó là tỷ lượng được, nó không có so sánh. Lượng là quán xét phân biệt, tỷ là so sánh, so sánh phân biệt. Còn lần này thức thứ bảy không có so sánh, không có phân biệt, nó là trong anh em nó ngu nhất, nó chỉ biết quyết định hành động thôi, hành động thân niệm là chính nó. Còn cái ý là chính là thức thi sáu không tề thiên nè, thành ra tề thiên là quan trọng hơn. Minh sư mà, minh sư này nó tính toán nó đưa cho mặt na, mặt na nó quyết định sai thân với niệm làm, thành ra thân nghiệp và khẩu nghiệp, nhưng mà không bằng cái ý nghiệp. Ý nghiệp là do sự kết cấu giữa ông minh sư và ông đại tướng, nhưng mà ông minh sư là chánh. Anh nói cái này có lợi cho ông chủ anh phải sắp xếp, phải về, phải hành động mà thân niệm như vậy thì có lợi cho ông chủ. Nhưng mà sa đọa xuống địa ngục đấy. Anh nói sa đọa thì kệ cha, miễn mà có lợi cho ông chủ và ông tâm tạng là được rồi. Thành ra cái ông đại tướng là ngu vô cùng. Và nếu anh hành động bằng thân niệm như thế này đó, thì có hại cho ông chủ không? Nếu anh sẽ tiến hóa tới giải thoát. Nó không thèm, giải thoát không thèm, nếu có hại anh chủ tôi là không, không thèm làm. Thành ra nói là trong 8 anh em nói là ngu nhất. Còn ngu nhất là anh thức thứ 6. Thành ra anh thức thứ 6 là phải thuyết phục làm sao cho anh mặt na này nghe lời. Anh chịu cực đi, chịu khổ có hại anh chủ nhưng mà chấm dứt được không? Thì khi anh mặt na này nghe rồi thì anh dừng lại, anh không còn sao động nữa, thì lập tức ảnh là niết bàn tịch tịnh, tức là báo thân với như lai.
Chỉ có vậy thôi, chỉ cần anh dừng lại thôi. Khi anh dừng lại đó thì anh phải bất mãn tới cùng. Anh thức thứ sáu là bất mãn tới cùng. Và thức sáu này biết rằng cái kinh nghiệm, kiến thức, cái kỷ niệm, cái dồi dào về hiểu biết của mình mà do mặt na cung cấp đó, làm chướng ngại cho con đường đại thôi. Thành ra khi anh tư tưởng này, anh thức thứ sáu này anh bất mãn và anh biết được cái đó rồi thì anh mới trước lý giải cho cái anh mặt na này, mặt na mới chỉ dừng lại thì lập tức thành A-la-hán. Chúng ta phải thấy cái vai trò của thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám không thể tách rời được, nhưng mà quan trọng thì phải là anh thức thứ sáu. Thành ra trong di thức nó công di thủ mà tội di khôi. Công thì hạng nhất mà cái tội thì cũng hạng nhất. Kết quả mà tam giới là do anh thức sáu này tạo thành, nhưng nói ảnh tạo là không đúng. Tạo là do thân và khẩu, mà thân khẩu chính là anh mạt na điều khiển, mà ý nghiệp thì chính là anh thức thứ sáu. Thành ra luôn luôn cái ý là quan trọng hơn. Nhưng chúng ta phải thấy còn cái kho chứa kinh nghiệm kiến thức là chính là ông vua Tam Tạng, chính là ai lại ra. Nó lờ mờ, nó không ra cái gì hết, nhưng mà nó lại là thầy của tất cả. Không có nó là không có mặt ra, không có thức thứ sáu gì hết. Thành ra cái A Lại Gia đó kêu là vô minh, tức là bất lạc, bất khổ thọ. Mà vô phú tức là không có điều kiện, nó không bị gì che lấp hết, nó hoàn toàn là độc lập. Còn anh thức thứ bảy cũng vô minh, bất lạc, vô ký, nhưng mà bị anh thức thứ tám này điều khiển quá, bị dẫn chấp nè. Còn thức thứ tám không có chấp ai hết đó, tự nó ở một trạng thái lờ mờ, bị nói là rực rỡ sáng soi mà hơi mờ. Cái mờ nãy đâu có, không đâu hết, tại nó chuyển biến chậm thành nó thành ra mờ. Chính cái mờ mới tạo ra anh mặt nạ. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó thì chúng ta mới thấy là cái câu này nó đọc đó. Câu số 7 này: có bao nhiêu thứ bất lạc, bất khổ thọ. Giải thích và cho thí dụ, thì giải thích cho thí dụ là kẹt đấy. Giải thích thì nó mới sáng tỏ được. Thì Phật tử phải để ý ở chỗ đó, là mình phải nhào tới nhào luôn, phải ăn nằm với nó, phải gọng nấm với nó, thì mình mới hiểu được. Nó có nhiều cái chi tiết mà nó nằm nhào trong đó, nếu mình đảo tới đảo luôn hoài mình thấy nó. Thì khi mình lọt vào trong đó mình biết à, đây là ngũ âm ma. Còn không khéo thì đây là Phật tánh thì chết mồm, bao nhiêu con tư mình trôi theo dòng nước. Khi kẹt vào đó có thể bị điên lấy, nhất là thọ quẩn và tưởng quẩn. Ai trị mình? Thời này không có A-la-hán, không có Như Lai, có những cái này không có xuất hiện, mình phải chịu thôi. Nhưng mà khi được nói rồi, nói là cái tánh vẻ, thì bây giờ lặng lẽ nhìn cái tánh vẻ này, mình cởi cửa đừng phê phán, thì đây là Phật. Cái lặng lẽ này nó thành ra cái đạo Phật không có pháp môn. Mình chính không pháp môn mới là chỗ xuất phát tất cả pháp môn. Thành ra Bát Nhã nói dễ mà khó, khó mà dễ. Phải hiểu hết cái gốc ngách của từ địa ngục tới phi tượng. Hiểu để làm gì? Không làm gì hết. Hiểu để lặng lẽ theo dõi cái diễn biến của nó thôi, thế là đắc quả. Mà không hiểu thì giặt lòng con. Thành ra quý vị đi các nơi giảng bây giờ chưa có ai giảng được cái này hết. Từ địa ngục mà tới phi tượng tôi khóc từ nãy, ai giảng là cho rõ. Nếu không nhờ duy thức là mình cũng không sáng tỏ được. Địa ngục hữu gián là sao, địa ngục vô gián là sao? Thì ở ngoài có, mình trong này cũng có. Địa ngục vô gián của mình là sắc thinh anh vậy xuất pháp, mình thấy là mình bông có địa ngục vô gián. Thì con mắt của mình cái trồng đen là địa ngục hữu gián. Cái trồng đen này đâu có cái biết, chỉ có cái nhìn thôi. Mà hồi xưa tôi không biết cái nhìn là cái gì. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần, có hiện nhận thức, tôi bỏ cái này, tôi chết cứng như thế này. Không biết nhận thức là cái gì. Thấy gì thức không có nói tới.
Điểm gặp gỡ ba pháp là xúc do duyên, xúc là thọ. Tôi lại giảng cái thọ của ngạ quỷ với cái thọ của người trời một thứ thôi. Bây giờ mới biết là ngạ quỷ không có thọ. Đó là thọ sắc thân thì không phải là thọ vững mà là sắc vững. Trời, thấy nó là cả một vấn đề. Bây giờ tôi mới thấy tương đối sáng tỏ. Sáng tỏ trong kinh không có chỉ, trên cứ nói đại khái, như thích nói đại khái, mình phải nghiền ngẫm tới luôn hoài. Biết là nói rõ thôi. Thì nói tôi thấy là từ đây thở ơ quá. Mày không chịu làm. Bởi vì làm mày nó khó. Nó phải có sự nghiền ngẫm mới viết ra được. Mà muốn viết dễ dàng phải nghiền ngẫm cho nó chín mùi. Từ đó trong ai lại ra nó phát ra là mình cứ ghi thôi. Nhưng mà đây không phải bất nhã nha. Đây là cái định của nhị thiền và tam thiền. Tôi tụng được cái định này. Định đó thì phải ở trong thanh nhánh. Nhìn cho tới chừng nào ai lại ra thức nó đầy những cái chuẩn tử mình nghiền ngẫm trong đó có giống như niệm Phật vậy. Nó đầy nó càng có ơn thì càng có ơn, mình cứ ghi thôi chứ mình không có suy nghĩ nữa. Nhưng mà cái này có sự suy nghĩ đấy. Rất là vi tế. Nhưng là định sanh nghĩ lạc. Muốn hiểu diệu lạc. Thì chừng đó chúng ta viết cái bài rất dễ. Nhưng mà đừng lầm nó là bát nhã coi chừng. Mà nếu qua tới nó rồi nhận bát nhã như ợt. Nhưng mà phải có thiện trí thức giúp mình nhận lại, không thì không kéo lọt vào đường tẻ. Mình thanh qua tới tứ thiền rồi mà đi qua tứ không là chết rồi. Còn nếu biết được nó rồi có thể qua tứ không trở ra được. Còn không biết mà lọt qua tứ không là chết. Thành ra Đức Phật không chấp nhận cái này có trước Đức Phật rồi. Sau này Ngài mới sợ đi đệ tử mình đi vào cái đó. Thành ra Ngài mới chế ra cái pháp môn mới của Phật giáo. Đó là tứ niệm xứ. Cái này chuyên về quán chứ không có chuyên về định. Cái này đi vào định mới qua huệ, qua quán, chỉ mới qua quán. Còn niệm thân bất tịnh thọ thì khổ tâm vô thường pháp vô ngã, đi về quán nhiều hơn định. Cái nào hãy có định là quán, có quán là có định. Nhưng mà đi riêng về cái quán thì không có lọt vào đường tẻ, không vào cái mê hồn cảnh. Quán thân là bất tịnh. Mà nếu mình thân mình cho là tịnh thì bốn đường ác, mà thân là bất tịnh thì bốn đường thiện, sánh như cõi trời. Chứ đâu phải là Phật pháp. Cái này cũng là cõi trời thôi. Pháp trời chứ không phải pháp Phật. Nhưng mà không nên vào cái này thì không đi tới niệm thân như là thân. Mình suy nghĩ là niệm thân bất tịnh thì bốn đường ác, và niệm thân tịnh, tịnh thì bốn đường ác, và bất tịnh thì bốn đường thiện. Tịnh thì cái xuyên sắc, xuyên xét, mà bất tịnh thì xuyên giác. Như vậy là nhìn thân như là thân. Đi thì có đi, nhưng mà không có tôi đi. Mình thấy thân này sơ rồi, sức út, từ trơn láng, mịn màng, xe xuôi chứng diện cho nó. Thì mình thấy là thân là tịnh. Thì đi theo cái đó mình sẽ mang thân xấu xa đi tiện hơn. Còn bây giờ cho trao dồi do vũ giới, do minh lý, do đè nén, do cải sửa thì chúng ta sẽ đưa cái thân cao hơn. Thân có hào quang rồi thấy còn thân còn kẹt đi tới chỗ không thân, lấy cái bóng thất tư tưởng làm thân thì cái này bằng với A-la-hán. Trật là trật, tư tưởng cũng là hình thức của thân. Tuy là không sát thân bằng tứ đại, nhưng mà sát thân bằng tư tưởng, bằng hư không. Như vậy thì làm sao đi tới cái giải thoát, làm sao lỡ kẹt nữa, không có làm sao hết. Mình thấy cái mấu chốt của cái ngóc ngách của những bí của tư tưởng, thấy nó y như là nó. Tại sao lại có thân, tại sao lại cải sửa? Thì tất cả đều do thức thứ 6, thứ 7, thứ 8 cung cấp cho tư tưởng mới cải sửa. Cung cấp cái gì? Kinh nghiệm, ký ức, kỷ niệm đã qua, học hỏi, cung cấp cho tư tưởng mà cải sửa. Rồi thấy không đúng nữa, nó cung cấp những cái chất liệu cao hơn, vi tế hơn, cao thượng hơn. Mà cao thượng vẫn là nằm trong tư tưởng. Thành ra cuối cùng của cái thức trong sáng,
cái cao đẳng của thức trong sáng, cái mục đích cuối cùng của thức, của tư tưởng là biết rằng tư tưởng bất lực trên con đường giải thoát vậy thôi. Đây là cái cao thượng nhất của tư tưởng. Còn tư tưởng nó biết rằng nó có thể làm được niết bàn thì cái này là chết tư tưởng, nó cứ thăng qua hoài. Thành ra phải có sự bất mãn tột cùng, thấy rằng tất cả mọi tư tưởng tạo ra đều là giả, thấy cái giả y như là cái giả, rồi thấy cái thật y như là cái thật. Nhưng mà tư tưởng này đều có cái bản chất của niết bàn, của cách bất tử. Và mạt na cũng có cái bất tử, ai là do cũng có bất tử, tất cả đều nương vào bất tử để mà phát hiện. Thành ra không có làm sao, mình chỉ lặng lẽ nhìn thấy cái hóc búa, cái ngóc ngách, cái dòng diễn biến của tư tưởng, diễn biến từ thức thứ sáu qua thức thứ bảy, thức bảy qua thứ tám cung cấp từ thức thứ bảy mới cung cấp lại tư tưởng mới tạo ra tam giới. Thấy cái diễn biến đó ý là diễn biến đó, đừng cải sửa, đừng phê phán gì hết, thì đây chính là bất tử. Rồi đó tôi biết ở đây lâu mà không biết cách tu, muốn nói cách tu. Bởi vì không có làm sao thì làm sao mà hạ thủ. Hạ thủ công phu là phải có làm sao. Tôi giữ giới, tôi đè nén, tôi niệm Phật đến từ 1 tới 10, tôi niệm Phật khỏi đến khỏi niệm Phật đều là có điều kiện hết. Thì tôi phải quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau. Các pháp là duyên khởi xứ kỳ. Thì tôi biết lâu rồi. Nhưng mà sao tôi thấy cái đó không phải cả. Bây giờ làm sao có bất nhã. Mà làm sao thì không qua. Không qua. Tôi phục cái bộ thủ lăng nghiêm tới trình độ thủ lăng nghiêm tôi mới biết hạ thủ. Chỗ mà Phật chỉ cái chân tâm cho anh em, từ đó tôi mới nắm được nó thôi. Như vậy là hay quá. Mình hồi đó giờ muốn đi vào cái bát nhã mà không biết làm sao đi vào. Phải đặt chữ đi vào lọt vào tư tưởng. Đặt chữ làm sao là lọt vào tư tưởng. Mà không làm sao thì ở địa ngục ngạ quỷ người trời mãi sao. Địa ngục mà muốn lên người trời thì phải làm sao. Mình người trời tới khi tư tưởng rồi thì cao tột nhất rồi. Thấy có thân tượng trụ Như Lai nhưng mà đó là đồ giả. Như vậy làm sao qua cái đồ thật. Làm sao là không qua được. Cái đau đớn nhất của Đạo Phật là chỗ đó. Thành ra Đức Phật này không muốn ra giảng. Ai mà chịu nổi cái tập quán mình đã quên. Cái thói quen, cái tập khí đó quên. Cái gì cũng có tài cải sửa. Cái gì không phải có làm sao. Cái gì không phải có vấn đề. Cuộc sống là tự nó không có vấn đề. Sinh già bệnh chết đâu phải là sự đau khổ. Nhưng mà đặt vấn đề sinh già bệnh chết thì đau khổ bắt đầu có. Sinh thì cứ sinh, già thì cứ già. Nhưng mà không chịu già, chết thì cứ chết mà không chịu chết. Thì bắt đầu có đau khổ chỗ này. Như vậy là tại cái tập khí, cái thói quen của mình như vậy. Mà xã hội chúng ta là dạy cái thói quen, cái truyền thống. Truyền thống là cái giết chết con người. Xã hội nó phải luân lý, con phải có hiếu cha, con phải có hiếu mẹ. Thì vừa báo hiếu là tâm hiếu là tâm Phật, mà hạnh hiếu là hạnh Phật. Trật lất. Tâm hiếu mà theo cái kiểu mà báo ơn cho một cha một mẹ là tâm hiếu là tâm trời, hạnh hiếu là hạnh trời. Nhưng mà qua cái đó là không qua bát nhã được. Rồi cha con, nên cha con rồi mẹ con ôm nhau mà khóc. Cái mất gì đâu có đưa tới giải thoát. Nhưng mà không có đó là không giải thoát được. Bây giờ làm sao giải thoát? Nếu đặt chữ làm sao là không giải thoát được. Nếu chúng ta thấy đạo Phật rất là khó. Thì mình phải coi cái tiến trình tại sao mình bất hiếu. Và cái tiến trình diễn ra tại sao mình có hiếu. Tại sao mình trả hiếu cho cha mẹ mình. Thì có một cha một mẹ, cái diễn biến đó làm sao mình nghĩ thì sao. Thì tại sao mình chửi cha mắng mẹ, cái diễn biến là mình phải thấy. Thấy mà không được cải sửa, cứ để nó y như là nó. Thì đây là đạo Phật, đấy là bất tử. Thành ra Đức Phật nó đánh tiếng dương cha nan. Thì cái này là đó giờ mình không để ý. Là cái tiếng thì có lớn, còn cái nghe đâu có lớn. Cái tiếng thì có nhỏ, cái nghe không nhỏ. Cái tiếng thì có mất,
nhưng mà tôi nghe không mất. Nhưng mà nói tôi biết ở đây rồi, nhưng mà còn một cái nữa tôi không để ý, là khi mà nhất niệm đó thì mình nghe tiếng chuông thôi. Có tiếng gió thổi, tiếng múa lân, tiếng ca nhạc, tiếng dụng cụ này kia phải gạt bỏ hết, chỉ nghe tiếng chuông thôi, nghe tiếng niệm Phật thôi. Thì cái này là thế nhất niệm chứ không phải là bát nhã. Chúng ta lầm chỗ đó nữa. Chúng tôi nghe tiếng chuông thì tiếng chuông có, nhưng mà cái nghe tôi cũng có. Khi mà tiếng chuông chấm dứt rồi thì cái nghe cũng vẫn còn. Còn tiếng chuông nhỏ thì cái tiếng nhỏ chứ cái nghe không nhỏ. Tiếng chuông lớn thì cái tiếng lớn, cái nghe không lớn. Nhưng mà khi mà có tiếng mỗi lần nghĩ vô tội khi chưa nói thì tôi phải gạt hết, tôi chỉ nghe tiếng chuông thôi. Cái này không phải bất ngã, cái này lọt qua tư tưởng. Chúng ta đi từ cái sai biệt, cái sai tới cái sai khác. Cái bất ngã thì khác. Còn tiếng chuông nhỏ, cái tiếng nhỏ chứ cái nghe không nhỏ. Tiếng chuông lớn thì cái tiếng lớn, cái nghe không lớn. Rồi có tiếng gió thổi, nghe luôn tiếng gió thổi, mà cái nghe này không phải là gió thổi. Có tiếng mỗi lần nghe luôn tiếng mỗi lần, nhưng mà cái nghe này không chạy tới tiếng mỗi lần. Rồi có tiếng ca vọng cổ, có tiếng đồng hoạt nghe hết trơn, không có bỏ cái nào, không có chạy cái nào hết. Bị tất cả được phát hiện từ cái tánh nghe. Nghe rồi nghe tất cả mà trở về cái tánh nghe, tức là nhận tất cả mà không có giữ lại cái nào hết. Cũng như cái gương vậy, bây giờ mình đem gây cái mặt xanh, mặt đỏ, mặt nhăn, mặt nước, mặt người nam, người nữ, mặt trâu, bò, heo, chó, nó nhận hết. Rồi nó phản chiếu như trang cái lợi, nó không giữ cái nào hết. Thành ra cái nghe là phải cùng khóc. Rồi từ từ mình nghe luôn tới các cõi trời, các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nghe luôn. Mà không nghe gì hết, nghĩa là không dính mắt vào cái cảnh giới nào hết. Thì cái này mới qua bát ngã. Nó khó đây. Mình là ngồi khi ở Đà Lạt, tôi ngồi thử thích cười. Mình từ cái lầm này qua cái lầm khác. Nhưng mà nếu mình nhìn ngắm tới lưu rồi mình thấy nó, thì thấy nó, thấy cái chỗ sơ hở của mình. Thành ra giữa cái tư tưởng và bát ngã rất là khó phân biệt. Ngày xưa mà tôi nghe, tôi biết là có tiếng thì mình nghe có tiếng, mà tiếng chấm dứt thì nghe tiếng chấm dứt. Nhưng mà thường thường tôi đẩy bỏ những cái nào mà làm sao động mình, thế là lỗ quá dứt điểm nữa rồi. Nghe tiếng mỗi lần, nghe tiếng ca nhạc này kia mình chạy theo, cái mình nói rồi cái này là thấy gạt bỏ nó, trở về cái tánh nghe thôi. Tánh nghe mà còn gạt bỏ nữa, trời ơi. Thế là bất nhã, không có gạt cái gì đó, tất cả đi từ bất nhã đó nè. Thì nghe luôn. Cái này khó làm đấy. Thành ra giữa tư tưởng và bát nhã là muốn giả nan thân khắc giữ căn. Mình muốn khó nhận được giữa tư tưởng với bát nhã. Thế sau này tôi mới nhận được cái đó thôi. Thì xưa tôi chỉ là lắng nghe tất cả cái tiếng đó thôi, mà có cái gì tới tôi cũng giả. Ngạc nhiên là mình chốt vào cái tiếng này rồi mình giả khổ khác thì mình là nhất niệm chứ đâu phải là tập trung, chứ đâu phải là lắng nghe. Nói này chưa Phật tử để ý nghe. Tôi giảng là thành đó bất lão có khổ này, là mình đi sâu là mình thấy rất là khó giảng. Nhưng mà khó phải làm chứ, khó bỏ rồi làm sao. Mà nếu không nhận được vậy thì nặng giặt làm con. Nhận cái tư tưởng, cái nhất niệm này làm vô niệm thì chết đời tôi mình. Lọt là ngủ âm mà. Mình xáo trộn giữa lắng nghe, giữa vô niệm, nhất niệm mà mình nghe có tiếng. Có tiếng, tiếng chấm dứt rồi thì cái nghe vẫn còn. Tiếng nhỏ thì cái nghe không nhỏ, tiếng lớn thì cái nghe không lớn thì đúng rồi. Bây giờ có mỗi lần những ca nhạc hay gạt bỏ hết, chỉ để là cái nghe này thôi. Đây là bát nhã, chết mồ. Chết đời tu của mình. Lọt ngũ âm mà. Mình nghe tất cả mà đừng sao động được không? Nó khó. Khó nhưng mà không cấm mình sao động thì sao động, cứ sao động. Tập trung cứ tập trung, nhưng mà có biết hay không? Chỉ cần mình biết thôi. Chứ cái này là lọt vào tư tưởng rồi đấy. Nên khi mà có tiếng động, nhiều tiếng động kia mình chạy theo biết này không phải là bất ngã.
Rồi biết thì cứ biết là chính là bát nhã nữa, thì từ từ nó trở lại thôi. Thôi nói thôi em, tự về tự suy nghĩ lấy. Em phải ăn nằm với nó đi, gối đầu giường đi. Thì ai làm được thì làm, không chịu được thôi. Còn nếu thấy khó quá thì chúng ta nghỉ. Chứ tôi không thể mà làm một mình được. Nếu thấy mà chư Phật tử thấy chán nản nó khó quá thì xù thôi. Chứ bây giờ biểu tôi làm sao bây giờ? Vì tôi thấy là bây giờ giảng không ở đâu làm hết, chỉ có ở đây thôi. Còn Bạc Liêu cũng đỡ đỡ, bắt đầu bây giờ thấy thấm mà. Bắt đầu thỉnh tôi ở lại. Tôi nói, tối mưa không có làm gì được đâu, tôi ở, tôi đi bát này kia. À, thì để chậm chậm coi có dần dần tôi xuống, còn các nơi khác thì thôi không có tiếp thu được. Mà cái này dầu muốn dầu không chúng ta cũng phải tu thôi. Những cái khổ đau nó đưa đến chúng ta, nếu chúng ta còn người trời có cái khổ đau người trời. Muốn đường ác có cái khổ đau có muốn đường ác. Người trời cũng đâu có xuống gì. Hết trước là luân hồi. Còn cái này chấm dứt hẳn. Thằng ta mới nói là quả nhập lưu tối thắng. Từ đây đi sâu vào chúng ta thấy chúng ta lọt vào cái thế tư tưởng bản ngã, nó khác nhau như đường tơ kẻ tóc. Nhưng mà nếu mình ngẫm hoài, mình nắm cái duy thức rồi mình thấy, trước sau cũng thấy thôi. Nhưng mà thấy chưa phải là chứng đắc nha. Còn phải thực hành nữa. Tức là làm tới làm lui, rồi tỉnh tỏ mình lắng nghe, rồi sai mình biết sai, đúng mình biết đúng. Giả mình biết giả, thật mình biết thật, chỉ cần vậy thôi. Mà thì giờ Phật tử thấy ha, thì mình biết là cái tứ thiền của nó bất lạc ở khổ thọ như thế nào. Rồi cái tứ không bất lạc ở khổ thọ như thế nào. Thì cái tứ thiền tứ không mình có thể đáp lại một. Nhưng mà không giống nha. Vì tứ thiền nó còn thanh còn cảm giác mà không biết nó. Còn tứ không thì không còn thanh không còn cảm giác nữa. Nó lại khác, nhưng mà cái bất lạc thôi cũng ná như nào thôi. Còn tới nhập lưu nhất dẫn lai bất lai thì cũng hơi khác. Nhưng có thể nhập một được, A-la-hán cũng có thể nhập vào đó được. Thì bất lạc cái khổ này cũng là bất lạc. Nhưng mà nó không có mục đích. Bất lạc bất khổ mà không có thọ, nghĩa là không có nhận chịu. Mà lạc tới thì biết lạc, nhưng mà nó không phải là cái lạc. Khổ tới thì biết là khổ, nhưng nó không phải là cái khổ. Nó là bất lạc bất khổ, nó không là gì hết. Nhưng mà không là gì hết, nó biết tất cả, mới thể nhập vào tất cả. Thì cái này chỉ có bậc thánh mới có thôi, chứ khỏi trời sắc giới chơi sắc giới tôi không có. Nhưng mà giữa nhập lưu nhất tương lai bất lai gia lã nào là hắn khác xa lã gì tôi mặt trăng thuộc đó. Đây mới là bất lão bất khổ to thật sự đó, là phi không gian phi thời gian. Còn nhập lưu nhất tương lai bất lai thì phi không gian nhất mà còn thời gian, còn cái thấy hiện tiền. Tối tuệ chi của A-la-hán thì đây là bất lạc khổ thật sự. Tức là không có không gian, không có thời gian. Cái được rỡ nguyên nguyên hoàn toàn sáng suốt, không có mờ. Tức là không có chủng tử, không có mặt na. Không mặt thì trên giới không còn. Nhưng mà tới đại thừa thì nói cũng chưa phải. Đại thừa độc đáo à. Nhất phi không gian phi thời gian là nước chết. Nước thật sự đó là phải phù thuận với tất cả. Anh nói rằng là nghiệp cảm nhiên khởi mưa dọ lại ra. Đúng, nhưng mà chưa đúng lắm. Sống thì nương vào dòng nước thì đúng. Sống có thể mất mà dòng nước không mất được. Nếu mất dòng nước thì không còn bị sống nào hết. Mà mất sống thì dòng nước vẫn còn. Như vậy thì dòng nước quan trọng hơn sống. Dòng nước nương vào đâu? Nương vào nước. Nước là đứng lặng bất biến, dòng nước là đứng lặng mà chuyển biến. Thì dòng nước có thể mất nhưng mà nước không mất được. Nước mất là dòng nước không còn. Thành ra nước quan trọng hơn dòng nước. Như vậy là đắc quả A-la-hán. Việc làm đã làm xong, từ nay không còn trở lưu đời này nữa, không trở lưu vào các sống nữa.
thì cái câu đó bên đại thừa nó không chịu. Nếu nước mà anh không trở lưu vào sống anh khổ là anh thiếu cái linh động và sinh động, nước đó là nước chết. Niết bàn anh đó là quá thành vụ thôi, chứ không phải là bảo sở. Một cái quan niệm anh nói rằng sống nương vào dòng nước, dòng nước nương vào nước cũng được vậy, nhưng mà thiếu có toàn diện. Thật ra không cái nào nương vào cái nào hết trơn á. Sống nương vào dòng nước, dòng nước nương vào sống. Sống nương vào dòng nước, nương vào nước, nước nương vào dòng nước, mà nước nương vào sống. Ba cái cùng khởi một lượt, không cái nào nương vào cái nào hết. Tất cả đều duyên khởi một lượt, cùng cùng duyên khởi. Thì cái đó kêu là muốn chứ không kêu là nước nữa. Anh kêu là nước còn thiếu. Nước phải dính liền với dòng nước, dính liền với sống. Mà không cái nào nương vào cái nào, tất cả đều cùng một lượt phát hiện thôi. Thấy vui lắm ạ, thấy cái phát triển của đại thừa cái này là trong kinh Duy Thủy mà ảo ảo không có nói rõ. Nhưng mà khi phát triển là mỗi người có cái nhận thức khác nhau. Thành ra kêu tiểu thừa là khi trở về dưới nước là xong. Gánh nặng đã đặt xuống từ nay không còn trở lui lại thân này nữa. Hết. Nhưng mà trong kinh có nói A-la-hán Như Lai giống nhau mà khác nhau. Như Lai là A-la-hán chánh đẳng giác, còn A-la-hán là A-la-hán không, không có chữ chánh đẳng giác. Thì nó bên chữ thừa nói A-la-hán như Như Lai một thứ, tại thừa nó không chịu. Nó nói anh hiểu chữ chánh đẳng chánh giác là gì? Chữ chánh đẳng chánh giác là cái nhìn toàn diện. Một căn có thể tùy thuận vào sáu căn, chứ không phải là sáu căn rút về cái có thành vụ của anh là xong được. Còn với là anh nhận trở về chân không, vậy là anh nói rồi, anh nắm cái chân không thôi. Nhưng mà chân không phải là tùy thuận với tam giới chứ. Anh có trở về mà anh không có trở ra. Thì chúng ta hiểu đạo Phật như vậy. Đó là tôi đi lên trời bây giờ xuống chi đất đụng đất. Bây giờ mình thua bắt đầu từ vốn đường ác chuyển vào vốn đường thiện. Thì trở lại cái đó nhưng mà phải hiểu. Thì chúng ta thực hành, chúng ta phải đi đến quả Như Lai, phải vậy thôi. Nhưng mà cái đó cao quá. Của giáo sư đại học đó. Giờ chúng ta trở lại lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 thôi. Nhưng mà cái nhìn chúng ta cũng phải bao quát hết. Thì bây giờ quý vị phải nói luôn cái bất lạc với khổ tọa từ địa ngục hữu gián, địa ngục vô gián cho tới khi tư tưởng là qua tới ngọc lưu nhất giả lai bất lai cho tới A La Hán tới Bồ Tát và Chư Như Lai, thì đó mới là con. Mỗi cái có những cái khác nhau. Thì thôi giờ con rồi, giờ thực tử ai phóng mà kinh 66 thì chúng ta trả bài. Nếu câu số 6 mà chưa rồi thì ai làm xong trả, còn xong hết thì qua câu số 7. Còn chưa thực tử vừa thấy vừa ngẫm nha. Còn nếu thấy khó quá mới rút lui thì rút từ hả? Không ngẫm nhưng mà phải trả à. Còn nếu không là tôi không giảng tiếp nữa, giảng không có vô nữa. Ngắm một cái này rồi mới đi qua câu số 8, số 9, số 10 được. Càng ngày có càng đi sâu, nó càng có những cái gốc lách. Mấy mấy câu 1, 2, 3, 4, 5 mà không nắm vững thì câu số 6, số 7 này không đi vô được. Không đi vô được thì số 8, số 9 cũng phải đành bí thôi. Mà đi vô thì mỗi loài chúng ta nhìn ngắm hoài, dưới đầu nhìn nó, ăn nằm với nó. Thì cái này hơi khó cho Phật tử đấy. Mà tôi thấy đây có nhiều bà trời, bà tiên hay ổ đảnh thì ráng làm thôi. Thực khổ cái là bền đủ với nó. Thì đạo Phật nó khó, đạo ngồi trời cũng dễ thôi. Tập trung thanh qua tiếng thiết, có ý chí làm hoài làm mãi. Nguyên tập vào chứng kỹ cho đời nhóc thì nó càng tốt. Nhưng mà nguyên tập vào chứng kỹ chừng nào linh hồi cách tan, cái bất tử nguồn chừng ấy. Cái này là cái ngược đạo nhất. Càng kinh nghiệm kiến thức càng dồi dào chừng nào thì có dĩ nghĩa cái xảo trá này chướng ngại cho con đường giải thoát, nó che mờ hết tất cả giải thoát. Thành đó có nhiều người mà bác cái kinh nghiệm kiến thức kia là họ bực bội, họ đấu khẩu liền, họ không chịu. Trời ơi, tôi sống kinh nghiệm kiến thức, tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi biết đủ thứ hết. Biết nào là điện thoại di động, nào là truyền hình, nào là vi tính, nào là cái gì ở trên tôi, là cái máy bụi như vậy. Anh nói tất cả kiến thức ta phải bỏ đi,
họ không chịu. Tức là những là bác học, bác sĩ, những người tiến sĩ, những là bác học thì kia là bác ở trên những kiến thức là không chịu. Và chính cái chuyện kiến thức này đã thay thế thế cái bất tử. Thế là cái có điều kiện quá. Thế Đạo Phật thì nói là quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc. Chủ niệm đã qua rồi, không bao giờ đến. Tương lai chưa đến, đừng có tưởng tượng nó mộng lắm, nó là không bị. Chỉ muốn có hiện tại một thôi. Mà Đạo Phật giảng cái hiện tại cũng độc đáo á. Hiện tại là quyết định cho tương lai, hiện tại là quyết định cho quá khứ. Nhưng mà đó là pháp môn người trời. Chẳng hạn như tôi tạo cái quả ác, tôi gieo cái hột chanh, hột ớt, hột chanh 3-4 năm về trước, thì cái hiện tại tôi phải hưởng cái trái chanh thôi. Tôi nhận người quá khứ là ác, thì bây giờ cái quả phải ác. Nhưng mà hiện tại tôi có thể cải sửa được. Tôi chặt bỏ cái nhánh chanh, tôi thắp cái nhánh cam đi, thì nó có thể ra trái cam. Thì cái đó kêu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp chứ không phải là kiến nghiệp. Thì bây giờ tôi không giữ hụt nhánh chanh nữa mà tôi lựa cam cành, tôi giữ xuống, thì trong tương lai tôi sẽ hưởng quả tốt. Thành ra hiện tại nó bao trùm quá khứ và định đoạt cho tương lai. Nó cải sửa quá khứ, định đoạt tương lai. Thì cái này có trước Đạo Phật từ lâu rồi, ngoại đạo như vậy, giờ tôn giáo nào cũng vậy thôi. Giờ các nhà sư bây giờ giảng cũng giảng tới đó thôi. Ngon lành. Nó rõ ràng. Có 100.000 cách để cải sửa. Khi tôi nổi sanh, tôi tham thì tôi dùng pháp môn đối trị, hoặc là niệm Phật, hoặc là tôi quán thân tinh thân, hoặc là tôi quán hơi thở, làm đủ cách hết trơn. Dùng tứ niệm xứ cũng được, quán thân bất tịnh rồi dùng hơi thở cũng được, từng tịnh độ niệm Phật cũng được, mà dùng thiền để mà dùng thoại đầu để đè nó xuống được hết. 84.000 pháp môn. Những thiền công là cao hết, tịnh độ là cao hết, rồi tứ niệm xứ là cao hết, chết mồ, chết tổ. Cái nào cũng đối gạt không, quyết niệm nào cũng vậy không. Cái đỉnh núi còn một mà con đường đi nhiều, mà con đường nào cũng là con đường tốt. Tranh nhau cái chỗ đó là chết. Nhiều khi mà tứ niệm xứ mà niệm thân bất tịnh qua thân như thân từ đây mới là đạo Phật. Còn tịnh độ mà niệm Phật đến từ một tới mười niệm Phật khỏi đến khỏi niệm Phật chìm đắm trong tháng ra khỏi những cái cũng gọi là Phật. Hạ phẩm phàm thánh đồng cư. Nhưng mà khi tôi lắng nghe thì qua trung phẩm thì cái này đồng với thiền tông. Thì đây cũng là đạo Phật. Phương tiện hữu dư chính là đạo Phật. Còn phàm thánh đồng tư là cõi trời. Thì tôi khởi đầu cũng vậy, khởi đầu là nước niệm. Trước khi cha mặt mũi tập, trước khi cha mẹ chưa sanh là ai, tập trung vào đó. Hãy giải thích đúng thì 50 hèo, giải thích sai thì 50 hèo. Thì không phải là giải thích, mà cho chết niệm suy tư. Tương lương cá bất tương lương để suy nghĩ không thể suy nghĩ được, mà cái không thể suy nghĩ làm sao mà suy nghĩ, đó là nhất niệm. Tới chừng dở duy tình này rồi thấy được cái Phật tánh, thấy được cái bất tử thì đây mới là qua đạo Phật. Hồi xưa không có công án, không có thoại đầu. Căn cơ chúng sanh thấp quá đi thẳng không được, bây giờ phải công án thoại đầu thì trở lại nhất niệm nữa. Giống hệt như tịnh độ, giống hệt như là tứ niệm xứ. Nhưng mà cái độc đáo Đức Phật là Ngài không nói hai cái đó khác nhau. Có lúc là giảm căn cơ thấp thì Ngài biểu quán thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường nha. Rồi gặp những căn cơ cao mà nói quán thân như thân nha, quán thân trên thân, quán các cảnh thọ trên các cảnh thọ, mà Ngài không nói đây là bát nhã, tự mình lừa thôi. Thành ra nó lùng tưng ở trong đó hết. Nếu mà hôm qua như thức là không nắm được tạp niệm, nhất niệm, vô niệm và niệm vô niệm thì chết mình. Thì có người lầm lộ nói là quán thân bất tịnh với quán thân như thân là một thứ. Mà có khi giảng vậy, có khi giảng khác. Nhưng mà người giảng với đối tượng nào mới được. Có như người giữ một tỷ rồi đi tu giữ năm giới. Có người giữ tám giới, có người giữ mười giới, người giữ 250 giới. Có người hãy giữ một giới thôi. Chết mòn, làm gì mà đâu phải có một giới. Nhưng một giới đặt quả là hạnh. Mình thấy Đức Phật ngay từng lúc mới tới.
cái độc đáo của đạo Phật là chỗ đó, thì căn cơ mà ngài giảng. Chứ chúng ta đừng thấy chàng nói đuổi đảnh rồi thì 20 giới sợ mà thôi, lại một giới là đắc quả la hán. Thì nó sao biết cái căn của người đó làm sao? Chỉ có Như Lai mới đành thôi. Thành nó có người tu tịnh độ mình thấy là tu hết sức mà lại không giảng. Thành có người tu mới không tu gì hết còn chết rồi bắt đầu sợ niệm lại giảng sách. Mà nói trời theo ông này xíu. Đâm theo là làm việc ác này kia rồi tới gần chết mới kêu mấy thầy chùa lại bắt đầu niệm tha thiết thì giảng sách. Nói vậy ở thấp tu một chí chết nó mệt. Coi chừng ông đó là khác, mình là khác, ai lại ra nhiều kiếp của người ta làm sao mình đâu có biết được. Có người niệm Phật thấy mồ thấy tổ 30 năm mà tới giờ cưới lại. Cái duyên nó không tới không giảng sanh. Thay vì giảng sanh mà gặp cái hoàn cảnh đó éo le, con cái là không biết gì hết, xuống lại không cho cha mẹ giảng sanh. Con nó phải bất hiếu, nó rất là có hiếu. Nó thương cha thương mẹ mà nó hại cha hại mẹ. Bây giờ nó không hiểu đâu đi, chắc nó không được. Nhưng mà phải nói cái nghiệp người này, cái duyên người này, cái tiền kiếp nó là sống. Thì cái đó có Như Lai nó hiểu không? Tôi đi mà khai thị tôi thấy sao nhiều cái phức tạp quá. Thì cuối cùng là cái kinh sau đó nhờ coi kinh coi di thức mới hiểu được cái cuộc sống này phức tạp vô cùng. Thành ra trong kinh mới nói chỉ có Như Lai mới thành thôi, còn Bồ Tát có chỗ còn chưa hiểu được. Nên chúng ta cố tư đừng có mà ý lại thấy người ta tu dễ đó thôi. Thì cứ chỉ mà những cái đâm họng heo, mình đâu có đâm họng heo đâu có làm gì. Tôi giết heo mà cuối cùng đã giả sanh hồi thời còn sanh tiền không niệm một con nào hết. Rồi tới chừng chết niệm một cái lúc là giảng sanh. Coi chừng đừng có chơi giỡn cái vấn đề mà thành Phật nó dễ dàng như vậy. Thì tôi nói là thành đó cái bài này nó hơi khó đấy. Tôi thấy đi sâu khó, tôi thấy tất cả đều muốn rút lui rồi. Bắt đầu nản rồi. Dễ thì tìm tới mà khó tìm luôn. Cái này tôi không bắt buộc, nhưng mà thấy nản quá không làm nổi nữa thì thôi nghỉ. Tôi chịu thôi chứ giờ không trả bài gì hết rồi tôi giảng tới là làm sao hiểu được. Tôi giảng nó qua lỗ tai này nó chạy qua lỗ tai kia, mình phải cho nó dò lại ra mới được. Phải lại ra thì phải tràn đầy mới tràn ra thì mới là có cái hiểu biết được. Còn vô đó là tiêu diệt hết mấy cái chủng tử ác thiện, cái tập khí, người kiếp trước cái thói quen đó, đầu lớn hết thì kể như số không. Mình tập vô nữa, cái chừng nào nó tràn đầy, nó thiếu vượt mấy cái kia. Nó tràn ra rồi chừng này đó, là muốn giết giết một cách dễ dàng thôi. Rồi đó mình đọt, đẻo mình đọt, cả tiếng hồ mới giết được. Bây giờ chừng 5 phút là, 1-2 phút là giết xong rồi. Nó tràn ra chứ mình không có suy nghĩ nữa. Tràn đây là A-lại-gia, là nó không phải tư tưởng, nó nửa giọng nửa trơn, thành ra nó tràn một cách hồn nhiên. Rồi cái tư tưởng mà là giọng hoàn toàn mới ghi lại. Chúng ta thấy ít có ai hiểu cái vụ này. Nếu không có duyên thức giải thích là mình mờ mịt. Mình ảnh nói là Bát Nhã thì hỏng nữa. Nó giống như Bát Nhã thôi. Thành nó có nhiều người là ta làm thơ đó, xuất khẩu thành thơ, ta nói là cái này có huệ. Huệ ông nội có huệ tư tưởng chứ đâu phải huệ có Bát Nhã. Hai cái nó khó mà không được. Vậy thì huệ Bát Nhã làm sao chứ? Nó cũng vậy thôi. Còn khác gì? Nhưng mà nó thêm một cái lặng lẽ nhận ra. Còn bị nghĩ có tư tưởng là ai lại ra nó tràn ra mà mình không biết. Rồi khi mình biết mà lặng lẽ nhìn ai lại ra tràn ra lặng lẽ tư tưởng, mình tư tưởng cũng tập vô mình thấy rõ cái diễn biến của nó. Thế thôi. Còn cái kia không biết cái đó. Hai cái khác với nhau chút xíu vậy thôi. Vậy tôi nói đâu quá rõ này đâu còn cách nào, tôi không biết nói làm sao cho rõ hơn nữa. Nhưng mà tôi yêu cầu Phật tử phải nhìn ngẫm tới lưu hoài, từ địa ngục cho tới phi phi tượng, từ bất lạc bất khổ thọ của chưa có sự sống bắt đầu có sự sống, có cảm giác tư tưởng thuộc về xác thân, rồi mới chiếm hữu bên ngoài cao thượng hơn của người và trời dục giới, rồi tới sơ thiền mới chiếm hữu ngoài, mới chiếm hữu bên trong, rồi tới nhị thiền hoàn toàn chiếm hữu bên trong, tới tam thiền cao nhất là chánh niệm tỉnh giác luôn. Thân lạc tâm lạc, rồi tới tứ thiền là dứt bỏ cảm giác tư tưởng mà vẫn còn tư tưởng, vẫn còn sắc thân mà không dính mắc. Cái này là cái ngon đó, Đức Phật chấp nhận cái này. Rồi bỏ luôn sắc thân, bỏ luôn cảm giác, sống bằng cái vô minh. Đâu đó tôi thấy là cõi trời dục không, thì trong kinh nói cái là tham, tham.
Cứ cõi trời sắc sơ, nhị thiền tam thiền sơ thiền nó kêu là sân, mà tới cứ không lại kêu là vô minh là si. Tôi nói trời, cái si nó nặng hơn chứ. Mà phải sao xứ không mà chúng kinh cửa còn vô minh chỉ là cõi si. Nghĩa ngục ngạ quỷ xuất sanh A-tu-la, người trời là cho là tham. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nói là sân. Còn cái tứ thiền, tứ không kêu là si. Thì chúng ta thấy có cái danh từ gì? Cái gì mà hữu lậu, rồi cái gì vô minh lậu. Vô minh lậu là tứ thiền, tứ không đấy. Vô minh là si. Thì cái si này như cái si địa ngục nó giống nhau không? Khác. Hơi giống mặt hả? Cái si của tứ thiền tứ không cũng là bất lạc, mà cái địa ngục cũng là bất lạc bất khổ. Nhưng mà cũng là bất lạc bất khổ thọ, cái này cũng là bất lạc bất khổ thọ. Thì nó gặp thật khó khăn vô cùng. Còn cái mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cũng là bất lạc bất khổ, mà không có thọ. Chúng ta thấy rồi làm sao mà nhận? Nhưng mà nhìn ngẫm biết là nhận ra thôi. Nhưng mà nhận ra đừng có tưởng đắc quả nha. Chưa đâu. Còn phải sống với nó. Mà sống mà không nhận rõ như vậy mà thuộc ngũ âm mà. Thành ra cõi đời này khó mà thoát ngũ âm ma lắm. Ngũ âm ma mà nói là ma ở ngoài, nhưng thật sự là ma bên trong là quan trọng hơn. Mình không có máu cờ bạc thì mấy ông cờ bạc làm sao đến mình được. Đức chết là ông cờ bạc đến với tôi, chứ con không muốn đánh bài, con không muốn uống rượu, mà mấy ông cái lời rủ hoài. Đó, vậy là sai. Mình có máu uống rượu chết. Mấy người tôi thật sự có mấy ông mà chị kem ma túy nào nhậu nhẹt mà lỡ đứng với mình đâu. Ở bên trong mà có rồi thì bên ngoài nó chiếu cảm được. Thế nên chúng ta phải dùng chữ chiếu cảm, đồng thanh tương ứng. Do đó mình giữ giới thì giữ cho kỹ đi, thì cuộc đời mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ thông minh, mà sẽ sáng suốt. Là nhờ cái giữ giới kỹ. Giữ giới kỹ thì mới có cái định lực. Mà định lực thì cái huệ, cái thức mình mới trong sáng. Mà trong sáng thì mình giải quyết cuộc sống này khôn ngoan. Khôn ngoan thì mình sẽ sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Mình sẽ giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Nó là của cõi trời chứ không phải cõi Phật. Rồi từ đây nếu mà ôm trong đó hưởng nữa, không đi ra, không tiến thủ, không đi đến giải thoát nữa, giới cấm tụ chấp vào cái giới này là tạo ra cái niết bàn. Thành ra từ đây mình phải có sự bất mãn cùng cột để thấy được bất tử. Thì bây giờ mình với giới là một, thì bây giờ mới cấm dứt với cấm thủ. Thì nếu mình thấy nó liên can tùm lum, nắm được rồi thì mình giải thích nó rõ ràng, thống nhất, nhất trí hết. Thôi để tôi nói là tôi nói tới chiều á, tôi đọc hành rồi một mình là nó có, giờ Phật tử bắt đầu làm đi. Chắc cũng tiếng hộ á, tiếng hộ đó. Thôi giờ tới Phật tử đi, nghe em để lỗ tai không? Thôi giờ làm thế không?